Trong trường phái thiền tông, có hai loại chính, son ở giữa sự tĩnh lặng và son ở giữa sự biến động, thường gọi tắt là thiền tĩnh và thiền động. Thiền tĩnh thường được biết đến với tư thế ngồi thiền truyền thống, nhưng nó cũng bao gồm bất cứ loại thiền nào mà cơ thể bạn tĩnh lặng. Thiền động gồm các loại thiền khi hoạt động trong cuộc sống thường ngày như thiền ăn, thiền đi. Thiền động là một dạng thiền nâng cao và nó có lợi thế là bạn không cần phải chuẩn bị địa điểm hoặc thời gian để hành thiền. Tuy nhiên, để đạt đến trình độ thiền động, chúng ta phải thành thạo các tư thế thiền cơ bản trước. Hôm nay chúng ta cùng nghe về phương pháp thiền nằm. Bạn nên thực hành phương pháp thiền nằm trước khi đi ngủ, vì đây là phương pháp tốt nhất để bạn có một giấc ngủ tốt. Khi nằm, cơ thể bạn sẽ được nhập tâm vào trạng thái thư giãn thoải mái, hít thở bằng cơ hoành và thư giãn cơ bắp. Sáng hôm sau bạn sẽ tràn đầy lạc quan và sự tích cực. Phương pháp thiền nằm này cũng cực kỳ hiệu quả cho những người mới tập thiền, đặc biệt là những ai đang bị stress hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống. Khi bạn ở trong trạng thái hỗn độn và căng thẳng, rất khó để bạn có thể ngồi thiền thẳng lưng, và phương pháp thiền nằm sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Tư thế thiền nằm chuẩn, nằm kiểu xác chết. Các thiền sư xưa khuyên chúng ta nên hành thiền khi đi, đứng, ngồi và nằm, nhưng họ chưa bao giờ hướng dẫn một phương pháp thiền nằm hoàn chỉnh. Phương pháp thiền nằm kiểu xác chết được tìm thấy trong bộ môn yoga. Nếu bạn đã từng tập yoga trước đi, chắc chắn bạn sẽ biết phương pháp này. Còn ai chưa biết thì có thể tham khảo hướng dẫn bên dưới. 1. Tìm một bề mặt phẳng, dài và rộng hơn cơ thể của bạn, có thể nằm trên giường, dưới đất hoặc trên ghế dài. Việc này giúp cho bạn cảm giác như đang nằm giữa đại dương. Nếu bạn cảm thấy đau thì hãy trải một tấm chăn lên sàn. 2. Nằm xuống, giữ cho xương sống của bạn được thẳng và song song với cạnh giường. 3. Chân thả lỏng thư giãn, hơi mở rộng ra ngoài. 4. Hai tay thả lỏng, đặt thẳng cách hông một ít và ngửa lòng bàn tay lên trời. 5. Giữ cân đối hai bên của cơ thể. 6. Mở mắt và nhìn thẳng lên trên, đừng nhìn chằm chằm vào bất cứ thứ gì ở trên trần. Nếu bạn thiền nằm để chuẩn bị cho giấc ngủ thì bạn có thể nhắm mắt lại. 7. Đặt lười vào vòng miệng ngay phía sau hàm răng trên. 8. Bây giờ, uốn cong hay cơ chân thật mạnh và nhấc hai bàn chân lên khoảng 5cm so với mặt giường. 9. Sau đó thả hai chân xuống và giữ nguyên vị trí đó khi chân tiếp đất. Thư giãn hai chân và không tác động gì đến nó nữa. 10. Tiếp theo hãy nhấc lưng của bạn lên một tí và chỉnh lại làm sao cho bạn thấy thoải mái nhất. Sau đó hạ xuống và giữ nguyên. 11. Cuối cùng, lắc đầu của bạn từ trái sang phải như bạn đang nhẹ nhàng từ chối một cái gì đó. Hãy tưởng tượng rằng khuôn mặt của bạn đang xoay từ trái sang phải, qua lại như một máy đo âm lượng, từ cho đến khi cằm của bạn đến một đứng vẫn vuông góc với sàn nhà. Phương pháp hít thở giúp giải độc và làm sạch tâm trí, cơ thể. 1. Hít vào bằng mũi sao cho không khí đầy lồng ngực. Hãy giữ hơi thở cho đến khi bạn cảm thấy một ít khó chịu do thiếu khí. Cuối cùng, hãy thở ra hết bằng miệng. 2. Lặp lại 3 lần. Sau đó bắt đầu với phương pháp thở cơ bản của thiền tông. Phương pháp hít thở cơ bản của thiền tông. 1. Hít vào một cách nhẹ nhàng và chậm rãi bằng mũi sao cho không khí đầy bụng. Thời gian hít vào trung bình khoảng 2-3 giây. 2. Ngừng khi bụng đầy gần 80% khoảng 2-3 giây. 3. Thở ra chậm bằng mũi và cơ bụng. Thời gian thở ra trung bình 3-4 giây. 4.
Mỗi lần bạn hít vào, hãy tưởng tượng rằng bạn đang hút toàn bộ khí và năng lượng cuộc sống của vũ trụ vào đan điền. 5. Hãy tưởng tượng rằng khí đang tràn ngập cơ thể bạn, lấp đầy tế bào và xâm nhập vào tủy xương của bạn. Từng tế bào trong cơ thể của bạn được hòa quyện vào khí, giúp chữa lành và trẻ hóa cơ thể. 6. Hãy nhớ lợi thế lớn nhất của phương pháp thiền nằm là bạn không cần phải dùng bất cứ cơ nào để duy trì tư thế này. Vì thế, bạn sẽ dễ dàng tập trung hơn vào từng bộ phận của cơ thể. Hãy chú ý và cảm nhận luồng khí đó đi đến từng bộ phận cơ thể của mình, cố gắng đạt đến trạng thái yên bình và khỏe khoắn. Quy tắc suy nghĩ trong phương pháp thiền nằm. Hãy tập trung suy nghĩ về những cảm giác từ bên trong và bên ngoài cơ thể của bạn. Hãy cảm nhận nguồn năng lượng đi vào cơ thể bạn. Hãy cảm nhận đôi mắt của đã giúp bạn nhìn thấy thế giới tuyệt vời ra sao. Đôi tai giúp bạn lắng nghe những âm thanh tuyệt vời của tạo hóa miệng giúp bạn trải nghiệm những mùi vị của những món ăn ngon. Mũi giúp chúng ta cảm nhận những hương thơm của hoa. Chúng ta sẽ cảm nhận toàn bộ cơ thể được thư giãn và chìm sâu vào mặt trường. Bạn cảm ơn và tri ân cơ thể của mình trong từng hơi thở nhẹ nhàng.